Alo, xin chào các bạn. Hôm nay tôi trình bày cho các bạn cái vấn đề phân tích dãy số thời gian, gọi là time series analysis. Các bạn biết rằng là phân tích dãy số thời gian là một kỹ thuật dùng rất nhiều ở trong các cái phân tích về các cái hiện tượng kinh tế kinh doanh, các cái hiện tượng mà nó cái dữ liệu nó có gắn nhãn thời gian. Thì các bạn biết là phần lớn các hiện tượng kinh tế kinh doanh thì đều gắn nhãn thời gian, cho nên kỹ thuật này dùng rất là nhiều. Thế thì các bạn hình dung rằng là dãy số thời gian là dãy các cái chỉ số của các chỉ thống kê mà các bạn cần nghiên cứu mà được sắp xếp theo thời gian thôi. Và cái việc mà nghiên cứu dãy số thời gian á thì nó cho phép các bạn có thể là phát hiện các cái xu hướng biến động của các hiện tượng của thời gian và tìm ra quy luật của sự thay đổi, đồng thời các bạn có thể dự báo được các mức độ của các hiện tượng ở trong tương lai. Thế thì cái dãy số thời gian là một cái dãy số mà nó có hai cái thành phần, tức là gồm có cái chỉ số và các cái và theo thời gian thôi. Ví dụ như các cái doanh số bán hàng theo từng tháng, đây là dãy số gọi là các cái dãy số tuyệt đối. Còn cái tốc độ tăng trưởng dân số một quốc gia, đây là dãy số tương đối. Còn đây là lương trung bình của các công ty theo từng năm, tức là gọi là các cái giá trị trung bình, đây, gọi là dãy số trung bình. Thì cái này người ta gọi là các cái mức độ của các dãy số. Thế thì một cái dữ liệu theo thời gian thì được biểu diễn ở dưới dạng bốn cái thành phần, như là mức độ của dữ liệu, rồi xu hướng, là tính mùa vụ và lỗi ngẫu nhiên. Thì tùy theo cái đặc điểm và tính chất của cái dữ liệu thì bốn cái thành phần nó tương tác với nhau theo mô hình cộng, tức là cộng lại. Còn theo mình nhân thì các thành phần nó nhân lại với nhau như này thôi. Về lý thuyết cái này thì các bạn có thể xem thêm ở trong cả cái tài liệu về time series. Ở đây tôi trình bày cho các bạn là nội dung gồm có bốn cái thành phần, là thứ nhất là năm thành phần. Ở đây là trực quan hóa cái xu hướng bán hàng theo thời gian. Tôi sử dụng cái bộ dữ liệu Superstore, một cái bộ dữ liệu rất là lớn về bán hàng, và tôi sử dụng cụm Tableau. Mục tiêu là để ứng dụng cái phân tích dãy số thời gian vào cái phân tích bán hàng. Thế thì cái thứ hai là phân tích cái doanh số, cái đường xu hướng của cái việc bán hàng, và ta sử dụng cái trung bình trượt để ta phân tích sâu thêm một cái đường xu hướng một xí. Đấy, rồi ta phân tích cái tính mùa vụ của cái dãy số thời gian và ta dự báo doanh số bán hàng bằng cái phương pháp làm trên hàm mũ. Thế thì ở đây tôi sẽ hình dung cho các bạn là ta sử dụng một cái bộ dữ liệu về bán hàng. Thì đầu tiên á, cái mục đầu tiên này nó rất là đơn giản, là ta trực quan hóa cái tình hình bán hàng của thời gian, của năm, của quý, của tháng thôi. Thế thì ở đây các bạn có thể hình dung là ta, ví dụ như ta lấy cái gọi là cái năm bán hàng này này, đấy ta chọn cái năm đấy, và ta lấy cái tổng doanh số bán ta theo dõi của các năm nó như thế nào. Đây các bạn có thể xem như này. Nếu các bạn đổi theo, ở đây ta đổi theo quý thì ta sẽ thấy nó như thế này, và ta đổi theo tháng thì ta sẽ thấy nó như thế này, và ta đổi theo tuần thì ta sẽ thấy nó như thế này, và ta đổi theo ngày thì ta sẽ thấy nó như thế này. Thì đối với ngày với tuần thì nó hơi nhiều điểm dữ liệu nên ta khó quan sát, nhưng mà nếu các bạn đổi theo cái dữ liệu ví dụ như năm thì ta sẽ đưa ra một cái nhận xét như thế nào, tức là có một cái xu hướng dài hạn về gọi là cái sự tăng doanh số của các năm. Còn ví dụ như theo từng quý thì các bạn có thể nhận xét rằng là nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy là qua các năm thì các cái doanh số bán hàng ở quý 4 này, ở quý 4 là nó cao hơn rất là nhiều, và quý 1 thì nó rất là thấp. Đấy, ví dụ như thế thì các bạn sẽ nhìn ra một cái hiện tượng nó như vậy. Đấy, còn nếu cái tháng thì các bạn có thể nhận xét thêm chung vào là ta sẽ thấy là trong quý 4 thì tháng 11 với 12 là bán hàng rất tốt, còn tháng 1 với tháng 2 là bán hàng rất kém. Năm nào cũng vậy, các bạn thấy là tháng 11, 12 là bán hàng rất tốt, nhưng mà tháng 1 với tháng 2 là bán hàng gọi là cái này, ví dụ như là bán hàng rất là thấp này. Đấy, ví dụ như là đây, các bạn sẽ hình dung được là cái thông tin như vậy. Như vậy là các bạn, cái việc mà các bạn mô tả cái doanh số bán hàng qua thời gian, như qua năm, qua tháng, qua quý, qua ngày, thì các bạn có thể đưa ra một số cái nhận xét liên quan đến cái doanh số bán qua từng cái thành phần thời gian. Đấy, thì cái này thì rất là đơn giản. Cái thứ hai là ta sẽ phân tích cái gọi là cái đường xu hướng của cái việc bán hàng. Thế thì ở đây các bạn có thể hình dung được là tôi thêm cái đường xu hướng vào nha, tôi đem cái đường xu hướng vô thì các bạn phân tích cái đường xu hướng á, là nó giúp cho các bạn trả lời mấy câu hỏi như thế này. Câu hỏi thứ nhất là cái câu hỏi thứ nhất là nó các bạn xem thử là cái đây là
là phân tích cái đường xu hướng, rồi tôi lặp lại cái đường xu hướng này. Thế thì các bạn sẽ thấy là cái, để trả lời mấy câu hỏi này, tức là cái hiện tượng biến động này nó có xu hướng không, hai nữa là xu hướng này là tăng hay giảm, cái thứ ba nữa là xu hướng này là mạnh hoặc yếu, và cái thứ tư nữa là cái xu hướng này nó có nghĩa thống kê không. Đấy, thì các bạn nhìn vào cái đường xu hướng này, các bạn sẽ thấy là thứ nhất là ta nhận xét là cái đường xu hướng này nó tăng, tại vì cái độ dốc này, slope này là nó dương này. Đấy, các bạn thấy cái một xu hướng tăng, tức là cái doanh số bán hàng nó tăng theo thời gian. Cái thứ hai nữa là cái độ mạnh và độ của cái đường xu hướng này thể hiện ở cái chỉ số A square tại đây là bình phương này. Nếu mà cái A square này nó càng lớn, tức nghĩa là cái tác động của thời gian, ảnh hưởng của thời gian đến cái sự biến động của doanh số là lớn. Còn nếu A square này nó nhỏ thì nó thậm chí nó bằng không, thì nó nghĩa là không có xu hướng, không có tác động. Đấy, như trong trường hợp này là A square của mình là 0.5 này, thì nó không quá lớn, nó không lớn và nó cũng không quá là bé, cho nên ta có thể nhận xét là có một cái xu hướng trong cái doanh số bán hàng qua thời gian, nhưng mà nó không có mạnh, đại loại như thế. Còn cái B value này là nó cho biết ý nghĩa của cái mô hình. Trong trường hợp này là nó nhỏ hơn 5%, tức là 0.05, thì cái đường xu hướng này là có ý nghĩa thống kê. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là cái có nhận xét chung là, tóm lại ta có một cái nhận xét chung là có một xu hướng tích cực, tức là cái độ dốc này nó dư này, nó tăng, có một xu hướng tăng về cái doanh số bán hàng qua thời gian, nhưng mà nó không có lớn và cái xu hướng này có nghĩa thống kê, tức là không mạnh. Đấy, thế thì để mà các bạn thấy nó cái xu hướng này nó rõ hơn một xí, thì ở đây tôi sử dụng cái trung bình trượt này để tôi có thể làm nổi bật cái đường xu hướng này cho các bạn xem một xí. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ thấy ở đây là nếu mà tôi chọn ra năm này, thì các bạn sẽ thấy cái đường xu hướng này á là gì, cái đường xu hướng này là nó khá là nổi bật này, tại vì cái A square nó lên 0.86 rồi. Đấy, tức là cái xu hướng này rất mạnh và nó nổi bật theo năm. Đấy, theo từng năm. Đấy, và cái hệ số cái độ dốc của cái mô hình là 242.463 đấy, tức là cái doanh số bán hàng nó sẽ tăng trung bình khoảng 242.000 đô của từng năm. Đấy, ta có thể nhận xét như vậy. Tuy nhiên có một cái vấn đề là cái B value của cái mô hình này là nó 0.67, 0.7 đây, tức là 0.699 này, thì cái này nó lớn hơn 0.05, tức là lớn hơn 5% trên cái mô hình này không có nghĩa thống kê. Thì cái vấn đề ở đây là gì? Tức cái vấn đề đây là do các bạn có quá ít cái điểm dữ liệu. Ở đây ta có 4 điểm dữ liệu của 4 năm thôi, cho nên là nó không đủ cái dữ liệu để các bạn có thể thực hiện hồi quy cũng như là tính toán cái xu hướng của mô hình một cách chính xác. Thế thì trong trường hợp này thì có thể làm bằng cách làm đơn giản là ta sử dụng cái trung bình trượt để các bạn làm trơn cái đường xu hướng này đi. Thế thì trong trường hợp này ta có thể hình dung nó như thế này, thì tôi sử dụng cái này để cho các bạn thêm một cái đường nữa nhé. Tôi thêm một cái đường như vậy, các bạn thấy tôi chọn cái chỗ một cái đường, tôi sử dụng cái gọi là cái moving average này, các bạn sẽ thấy là sử dụng cái trung bình trượt đây, thì các bạn sẽ thấy là cái đường này là cái đường sử dụng của trung bình trượt đây. Thế thì các bạn sẽ thấy ở đây là nó bình trượt của cái này, thế thì các bạn sẽ thấy là cái A square của nó là 0.428 và B value là 0.7, nhỏ hơn 0.5 thì có nghĩa thống kê rồi. Thế tuy nhiên á, là các bạn hãy nhìn là cái trung bình trượt ấy, thì ở đây cái xu hướng là cái của mình ấy, là thường để quan sát cho rõ cái này ấy, thì các bạn sẽ sử dụng làm một cái, vì cái tính mùa vụ ở trong cái này là các bạn quan sát theo từng quý, cho nên nó phải nhiều hơn là 4 tháng đấy, cho nên là tôi đổi lại cái này một xíu, tại vì mà bình thường của cái sử dụng trung bình trượt này á, là nó sử dụng 2 tháng trước, tức là n bằng 2, cái cửa gọi là cái window size của nó, tức là cái cửa sổ trượt, kích thước cửa sổ trượt nó bằng 2. Tôi đổi lại thành 6 tháng đi chẳng hạn như vậy, chỗ này các bạn cho bấm ở đây là bình thường nó bằng 2 này, thì các bạn sử dụng nó 6 tháng. 6 tháng trước thì vậy các bạn sẽ thấy là cái mô hình nó trơn hơn một xí này. Đây, các bạn sẽ thấy là sử dụng này. Như vậy nếu mà tôi sử dụng cái window size của nó làm bằng 6, tức là sử dụng 6 tháng trước, thì các bạn sẽ thấy ở đây là A square của nó là 0.65 này,
và cái p value nó nhỏ hơn 5%, cho nên các bạn sẽ thấy là cái mô hình này, các bằng cái phương pháp của mình trước này, các bạn sẽ thấy nó cái xu hướng nó nổi bật hơn này. Xu hướng bán hàng nổi bật lên, các bạn bấm vào đây, các bạn bấm describe model thì các bạn sẽ thấy ở đây là bây giờ là các bạn nhìn vào ở dưới cái hàm trung bình trượt của mình, sử dụng trung bình trượt ở đây thì ta có đến 48 cái điểm dữ liệu luôn. Sử dụng cái phương pháp trung bình trượt nó làm tăng cái số dữ liệu lên nó đủ lớn để các bạn có thể thực hiện mô hình NoQ và để quan sát cái làm nổi bật cái đường xu hướng lên. Đấy, và các cái tham số khác thì như là R square thì 65%, rồi P value là 5, và tức là ở đây là nó nhỏ hơn 0.05, các bạn thấy ở đây, cho nên là nó có ý nghĩa thống kê, mô hình này có ý nghĩa. Thế thì ở đây các bạn có thể sử dụng cái trung bình trượt để các bạn làm trơn cái tức là cái làm nổi bật cái đường xu hướng lên. Đấy, thì ở đây cái tiếp theo là các bạn sẽ sử dụng cái phân tích cái tính mùa vụ của cái dữ liệu. Thì các bạn hình dung được là nhìn vào cái đường này thì các bạn sẽ nhận xét có một cái xu hướng tích cực, đúng không? Nhìn vào cái phân tích xu hướng nằm sau cái nằm nổi bật cái đường xu hướng này lên thì các bạn có thể nhận xét là có một cái xu hướng tích cực của cái doanh số bán tăng qua thời gian, và cái xu hướng này nó khá nổi bật sau khi các bạn sử dụng cái trung bình trượt đấy. Thế thì tuy nhiên là để mà phân tích cái tính mùa vụ của cái dữ liệu ấy, thì các bạn cần phải phân tích sâu hơn một xí, gọi là cái season. Thế thì ở đây tôi phân tích cái tính mùa vụ cho các bạn xem, là ở đây là tôi phân tích là cái theo thời gian này. Đây thì các bạn chọn là tôi chọn theo tháng nhé, tháng và cũng như là cái doanh số bán hàng. Thế thì các bạn sẽ thấy là đây là cái doanh số bán hàng theo từng năm. Theo từng năm đi, và tôi xem color của nó là theo từng năm. Các bạn thấy từng năm ở đây là có 4 năm, 14, 15, 16, 17. Thì các bạn nhìn vào cái này các bạn sẽ thấy cái gì, tức là đây là cái để cho nó làm rõ cái tính mùa vụ lên thì các bạn có thể chọn vào đây và các bạn bấm vào đây này, các bạn bấm difference này. Đấy, các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là cái tính mùa vụ của nó ở đây rất là rõ. Rõ đây là gì? Các bạn thấy là 4 năm mỗi năm một đường đây, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái năm nào thì cái tháng 3, tức là cái sự khác biệt về doanh số bán hàng của 12 tháng, từ tháng 1 đến tháng 12 của 4 năm, mỗi năm một đường đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng là năm nào thì cái tháng 3 này nó cũng tăng rất là đột biến này, trong khi tháng 2 rất là thấp. Và tương tự như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái tháng 9 này nó cũng tăng rất đột biến nè, trong khi nó sau đó nó giảm rất sâu vào tháng 10, cuối cùng nó tăng rất cao vào tháng 11. Thì năm nào nó cũng có một cái tính chất như thế này, năm nào nó cũng lặp lại cái tính chất như vậy. Các bạn có thể thấy là cái tính mùa vụ của nó rất là rõ. Đây thì các bạn có thể sử dụng cái này để các bạn làm nổi bật cái tính gọi là cái seasonality của cái type, gọi là cái type data này, data series này. Đấy, ví dụ như thế thì các bạn có thể sử dụng cái này. Thì các bạn bấm vô đây, các bạn chọn cái phần là cái difference. Đấy thì các bạn thấy rất là rõ, và từ đó các bạn đưa ra một số cái nhận xét về cái tính mùa vụ của cái này. Thế thì cái cuối cùng là các bạn sử dụng cái dự báo cái doanh số bán hàng qua thời gian, phương pháp làm chân hầm mũ. Thì trong này thì Tableau nó cũng sử dụng cái bán hàng, cái dự báo này rất là đơn giản. Thì các bạn tương tự như vậy, các bạn có thể chọn vào đây, là các bạn chọn vào đây là ta chọn vào tháng nghe, và các bạn tương tự như vậy các bạn chọn ở doanh số bán hàng đó. Thế thì sao các bạn bấm, các bạn có thể chọn vào đây rồi các bạn bấm forecast, các bạn sau forecast ví dụ thế, còn không các bạn bấm vào cái analytics này có cái phần là forecast này. Đấy, cũng được, thì các bạn chọn vào đây tôi forecast sau forecast này. Thế thì ở đây các bạn sẽ, đây là cái đường dự báo này, đây là cái đường dự báo đây. Thì các bạn sẽ thấy là cái đường dự báo này á, là nó cái đường dự báo này nó cũng có tính mùa vụ giống như là cái tính cái dữ liệu thực tế trên này của các năm như vậy, nó cũng tuân thủ cái tính mùa vụ này rất là lớn này. Thì các bạn có thể xem giải thích cái đường dự báo này, cái phần describe này, thì các bạn sẽ thấy ở đây là cái phần này, thì cái giải thích cái mô hình này thì các bạn có thể nghiên cứu thêm ở đây, ví dụ như là
ta, mặc nhiên là sử dụng tháng này và ta cái độ cái giá trị dự báo là tổng doanh số bán này và dự báo cho 12 tháng tiếp theo. Ví dụ như thế, từ tháng 12 đến năm 2010 17 đến tháng 12 năm 2018 này. Đấy, và cái ta dự báo từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 11 năm 2017 và bỏ qua tháng cuối cùng và nó phát hiện ra một cái gọi là cái tính của vụ đó là chu kỳ 12 tháng. Thì trong này các bạn có thể xem cái kết quả của nó ở đây. Thì, ở đây thì tôi giải thích thêm cho các bạn một xí. Ở đây là cái các bạn ra cái tính của vụ là nó được xem xét 100% trong khi tính xu hướng là không được xem xét này, và cái mô hình có quả là ok. Thì cái phần này các bạn có thể xem thêm cái mô đồ này. À, cái ví dụ như thế, thì cái mô đồ này thì cái lý thuyết của các bạn nghiên cứu xem về cái lý thuyết của Thayseri để các bạn giải thích cho nó đầy đủ. Ở đây thì tôi giải thích thêm là cái mô hình này á, là nó có tính, tức là cái nó sử dụng mô hình cộng với cái thành phần level và season, còn cái thành phần trend thì nó không không có, thì ta xem vô. Thì đây là các cái để đánh giá chất lượng của mô hình thì nó có rất nhiều cái tham số, ví dụ như là cái này các bạn có thể xem trong cái lý thuyết của Thayseri, thì trong đó ví dụ như là root mean square errors này, rồi cái này là mean absolute errors này, tức là cái sai số tuyệt đối trung bình này, vân vân. Thì cái chỗ này các bạn có thể hình dung là cái ví dụ như cái tham số này, tức là mean gọi là cái mean absolute percent error này, tức là cái sai số phần trăm tuyệt đối trung bình. Đây, cái này thì có công thức tính ở trong các cái mô hình đấy. Ví dụ như tôi giải thích cái con số này, tức là nó khoảng 18% đây, 17.8%, tức là khoảng 18%, tức là cái sai số phần trăm tuyệt đối trung bình này á, là nó khoảng 18%. Thì nó cho các bạn một cái thông tin là cái kết quả dự báo nó có thể sai lệch trung bình 18% so với cái kết quả thực tế, đại loại như thế. Còn đây là ba cái hệ, vì ta sử dụng cái mô hình lầm trơn hầm mũ này. Đây thì ba cái tham số lầm trơn này á, là cái tham số alpha này á, là cái hệ số lầm trơn hầm mũ của cái biến level này. Còn cái beta là nó sử dụng để lầm trơn hầm mũ của biến season. Còn gamma là cái hệ số lầm trơn hầm mũ của biến trend, tức là biến xu hướng. Thì các bạn có thể sửa lại ở trong cái mô hình này, vì cho nó không sử dụng trend cho nên các bạn có thể sửa lại thêm. Ví dụ người ta có thể edit edit cái này, forget option này, thì các bạn có thể chọn custom và các bạn có thể sử dụng là tất cả sử dụng trend và ta sử dụng cả season này lên, thì các bạn sẽ thấy là cái kết quả của nó như thế này. Thì tức là các bạn có thể xem cái thành phần, xem lại cái kết quả này, các bạn có thể điều chỉnh cái này để các bạn có thể xem ở đây, rồi các bạn có thể xem mô đồ nó có ba cái thành phần này lên, và bây giờ các bạn sẽ thấy là đây là các cái hệ số lầm trơn tương tự như vậy, là cái sai số tuyệt đối phần trăm này nó giảm xuống, cũng như các bạn sẽ thấy cái mô hình này là cái chất lượng của nó là nó hồi nãy là ok nhưng bây giờ nó good. Các bạn có thể thay đổi các cái thành phần này trong cái mô hình dự báo để các bạn có thể đưa ra một số cái nhận xét, kết luận đánh giá theo cái điều chỉnh của mình. Thì đó chính là cái phần mà gọi là cái phương pháp dự báo Thayseri dựa vào cái phương pháp là làm chân hầm mũ. Thì ở đây tôi đã trình bày cho các bạn về cơ bản là bốn năm cái phân tích khá là phổ biến ở trong phân tích Thayseri, và sử dụng cái bộ dữ liệu Superstore trên Tableau để giúp cho các bạn có thể hiểu được cái việc sử dụng cái phân tích gọi là Thayseri này vào trong một ứng dụng thực tế trên một cái bộ dữ liệu bán hàng nó như thế nào. Xin chào các bạn.